đầu tháng đã hết tiền rồi. Sống thế nào là từ giờ đến cuối tháng được nhở? Đúng rồi, lão Tùng này đầy tiền, phải vay lão một ít được. Nhưng không được, cái lão này là nổi tiếng ki bo rồi, làm gì có ai ăn được của lão cái gì bao giờ. Chú Tùng à, hết cả mình vào lề luôn. À, cháu đang cần bắt taxi sang Trần Duy Hưng, nhưng mà cháu vẫn chưa rút được tiền. Chú cho cháu vay ít, mai cháu trả. Ý vay là nhanh, thế vay bao nhiêu? Một củ thôi. Một củ thôi? Sao mày nói tiền triệu mà nghe nó đơn giản thế hả em cháu? Mà mày đi kiểu gì mà sang bên đấy mà hết hẳn một củ? Ra đầu ngõ kìa kìa, có ông xe ôm, ông ấy chở sang Trần Duy Hưng nha. Chỉ hết có 30 thôi nha. Đây này, cho vay 30 thôi. Kìa chú, thế cháu cũng phải ăn uống nước nôi các thứ nữa chứ. Đưa có 30 thì đi được mỗi quốc xe ôm à? Đây, ăn cái bánh mì trứng hết có 15.000 thôi, 5.000 cốc trà đá nữa, thế là đủ rồi. Sống tiết kiệm tí đi. Tổng ấy là vay 50 nhá. 50, còn gì nữa không? À! Gì đây? Ôi chú ơi, tự nhiên cháu đau bụng quá. Chú ơi, chắc là chú phải cho cháu vay thêm tiền để cháu đi khám bệnh thôi. Mày đau bụng như nào? Hả? Hả? Ăn cơm trước kẻng à? Không, chắc là hôm qua cháu ăn uống linh tinh. Cháu đau quá đây này, đau muốn nổ cái bụng ra luôn đây này. Đau quá. Thì đi khám bụng hết bao tiền? Thì đây, một củ đây. Đi mà chú cho cháu vay đi. Đấy, phải đau rồi đây này. Đây, có thuốc đau bụng đây. Tao uống suốt 3.000 một vỉ thôi. Uống nhòe. Thôi, cháu hết đau rồi chú ạ. Cháu không cần uống nữa đâu. Uống, mày phải uống. Không, cháu không uống đâu. Tao bảo uống, 3.000 thôi. Tổng là mày nợ tao 53.000. Uống đi. Không, cháu không uống. Chú Tùng này, sao cháu thấy một năm về trước ấy, nó yên bình mà nó nhẹ nhõm thế chú nhở? Cháu nhớ lại cái khoảng thời gian đấy quá chú ạ. Mới đấy mà đã hơn một năm rồi. Ừ, lúc đấy nó cũng yên bình thật. Mới đấy thôi mà cũng một năm rồi đấy. Nhưng mà lúc đấy tao mày đã quen nhau đâu. Đấy. Chính vì cái lúc đấy là cháu chưa quen chú ấy, nó yên bình, nó nhẹ nhàng như thế. Bây giờ thì... Cái con này nó nói thế là ý gì nhỉ? Thế nào là trông xe thượng đẳng? Tôi, chú Tùng trông xe. Chú Tùng ơi, cho cháu gửi xe ở đây đi mà chú. Chú Tùng không tìm khách gửi xe. Khách gửi xe phải van xin để gửi xe ở bãi xe chú Tùng. Không phải chú Tùng ăn 30.000 lòng xào dưa. Lòng xào dưa cần chú Tùng ăn để được tiêu hóa. Khi chú Tùng đi với những cô gái, các cô gái được nổi tiếng vì đi cùng chú Tùng. Không phải chú Tùng soi gương, gương phải soi chú Tùng để nhìn lại chính mình. Chú Tùng ơi, cháu gửi tiền gửi xe. Khi chú Tùng thu tiền gửi xe, từ đó khái niệm vật chất ra đời. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Dừng. Khi chú Tùng nghe vợ chửi, từ đó khái niệm cảm nhận âm thanh ra đời. Bảo đảm cái nhìn của chúng nó. Khi chú Tùng lái xe, chiếc xe đấy trở nên đắt giá. Chú Tùng này, chuyện tình cảm của cháu với chú ấy không đi đến đâu đâu, chú từ bỏ đi. Từ bỏ là từ bỏ sao được, mất bao nhiêu công sức rồi. Em cháu còn nhảy của chú bao nhiêu đồ rồi. Ôi, từ bỏ là từ bỏ sao được. Chứ không từ bỏ thì chú định làm gì? Ít ra thì em cháu phải cho chú một cơ hội nữa chứ. Không quá đâu chú ạ. Đi mà. Thôi được rồi, mà cháu nói thật với chú nhá. Trần đời ấy, cháu rất kiết thể loại đàn ông mà lôi thôi lích thích như chú ấy. Đàn ông là phải. Được chứ em cháu. Ừ thì cũng gọi là. Nhưng mà nhá, con gái bọn cháu ấy lại rất thích đàn ông có ô tô chú ạ. Đây có phải ô tô không em cháu? Ủa, khá quá nhờ. Mà đặc biệt nhá, đàn ông là không được hôi. Chú ấy, cháu thấy hôi lắm đấy nhá. Chuyện này đơn giản, chờ tao tí. Chú ý đâu ấy?
chú lên xe, bật cái hệ thống phun nước hoa Hazachi cho nước hoa nó bám vào người. Hệ thống phun nước hoa và hệ thống lọc không khí trên xe hơi Hazachi khử mùi xe hiệu quả, lọc bỏ bụi bẩn, diệt khuẩn và cho hương thơm dễ chịu, tốt cho sức khỏe người sử dụng. Có thơm nước mũi luôn không em cháu? Thơm, nhưng mà thơm thôi á, chưa đủ đâu. Thế còn cái gì nữa? Đàn ông còn phải có chỗ đứng nữa. Và xin giới thiệu với em cháu, chú hiện tại đang là CEO của cái bãi xe này. Chỗ đứng vững chưa? Vững, cháu chưa nói xong. Ý của cháu ấy là ngoài có chỗ đứng còn phải đứng ở chỗ đó nữa. Chú làm được không? Cái này thì chú thua. Dạ rồi. Thế phán, yêu thế yêu làm gì? Hết cho mình, cứ không dễ. Mày đâu mà hất ha hất hải kia, trốn nợ à? Không, tao làm gì ai được mà trốn. Thế có việc gì mà mày đi vội vàng đấy? Cháu đi gọi thợ sửa ô tô. Cái xe làm sao mà phải gọi thợ? Xe cháu tự dừng chả nổ được, hết cả mình. Trời, chú đi đâu ấy? Tao lên xe. Chú lên xe làm gì? Cháu đang vội thì chờ. Ô hay cái con này. Mày đang đứng trước một cái tượng đài về kiến thức ô tô đấy. Cái mắt mày mọc chỉ cho đủ bộ phận thôi à? Dèn ra. Cháu không đùa đâu nhá. Xe cháu cả một núi tiền. Chú là minh tài anh tinh, không có tiền mà đền đâu. Tao tầm này tuổi hai thứ tóc ấy. Đùa mày à? Mà mày nói chuyện tiền với ai à? Vợ tao đang bó tay nằm một chỗ kìa. Sao lại băng bó tay ạ? Tầm ném cho một núi tiền. Ngồi mà đếm kìa. Đếm nhiều quá giờ băng bó cả hai tay luôn. Ui giời, hết ác quy, cứ làm theo tao, xe khác nổ được. Làm như nào hả chú? Mẹo khởi động xe ô tô khi hết ác quy. Một, nhờ sự hỗ trợ của một xe khác. Hai, vệ sinh khoang động cơ và các cái đầu cực ác quy. Ba, tắt hết tất cả những cái thiết bị điện ở trên xe. Bốn, dùng dây câu điện từ ác quy khác. Năm, khởi động xe. Đây, xong rồi đây. Thật hả chú? Ôi, nổ thật rồi này. Chuyện nổ là nghề của tao rồi mà. Được rồi, cháu cảm ơn, cháu đi đây. Ê, vội thế. Xong rồi mà chú, cháu đang có việc gấp lắm rồi đi này. Mày có quên cái gì không? Quên gì ạ? Trả tiền. Tiền gì? Tiền sửa xe cho mày. Thế em bảo mình cầu lắm. Trả dầu thì phải gặp mấy con gà như chúng mày ấy. Thì tao mới giàu hơn được chứ. Không ai cho không ai cái gì đâu cháu ơi. Thôi mà em cháu, đừng giận nữa. Giận gì giận lâu thế? Chú đúng không dễ? Chú có tình cảm thật với cháu không đấy? Ngày xưa chú nói ngon nói ngọt với cháu thế cơ mà. Có, tình cảm thật. Thế sao cháu đi có mấy hôm mà chú đã có em cháu mới rồi? Chú đúng là lưỡi không xương, chăm được lắt lẻo. Khổ quá, bao lần tán tỉnh em cháu, tặng quà. Em cháu có cho chú cơ hội nào đâu. Chứ chú nghĩ cứ tán tỉnh là tặng quà là được à? Thế chú phải làm gì nữa? Con gái bọn cháu à, cần những người đàn ông nào mà có thể giang tay che chở cho mình những lúc nguy cấp chú ạ. Đấy là một người đàn ông phải thật mạnh mẽ. Được rồi, chú hứa với em cháu, từ nay nhá, chú sẽ bảo vệ em cháu nha. Bất kỳ lúc nào em cháu cần. Đúng chú. Thật. Chú hứa đi, hứa cháu mới tin. Chú hứa, em cháu cứ yên tâm. Em xin hứa anh, em hứa là em có tiền em sẽ trả anh ngay ạ. Mày hứa bao nhiêu lần rồi, thế định bao giờ trả, hả? Làm ai em trả, trông mặt em uy tín như này cơ mà. Sao chú? Ôi, chú kêu cháu. Làm sao ở đây? Làm sao? Chú Tôn! Đúng là đàn ông, mới có xa nhau mấy hôm mà đã thay lòng đổi dạ ngay được. Đàn ông ai cũng như nhau hết. À em cháu, sao lại ngồi đây? Chú không xe. Ai đây ạ? À cái con này là... Nhầm. Người phụ nữ tuyệt vời này ấy là vợ chú. Giới thiệu với em, đây là cô bé gửi xe. Hàng đêm anh hay mơ thấy. Nhầm. Là cái con bé mà anh hay nhắc tới với em đấy. Thôi hai chị em cứ ngồi đây nói chuyện nhá. Chú phải ra bãi xe đây, hôm nay nhiều xe đông khách lắm. Phải chơi xóm này phát mới được tan cái tội lăng nhăng. À chị vợ này, sao em? Bình thường chú Tùng ở nhà có quan tâm chị vợ lắm không ạ? Chồng chị là người đàn ông có thể hơi ngông nghê một tí, bù lại rất yêu thương vợ con. Nếu mà bây giờ em bảo là chú Tùng tặng chị vợ một món quà thì theo chị chú Tùng có tặng không? Tất nhiên rồi em, chú ấy rất yêu chị, chắc chắn chú ấy sẽ tặng quà cho chị cho dù đấy không phải là bất kỳ ngày lễ nào. Mày đồng thế, đồng khách thế. Chú không xe. Gì? Sao mày không đi chơi đi? Mày qua đây làm gì? Tao đang bận lắm. Đi. Ê, từ từ
từ từ. Cháu hỏi chú cái này nhá. Nếu bây giờ vợ chú muốn chú tặng một món quà thì chú có tặng không? Ngày gì mà tặng quà? Mày bây giờ thì phụ nữ mà chú. Ai chỉ thích quà? Đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Sinh nhật 24 tháng 1, lễ tình nhân 14 tháng 2, ngày phụ nữ Việt Nam mùng 8 tháng 3, 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cũng quà, quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 cũng quà, thậm chí 27 tháng 7 ngày thương binh liệt sĩ cũng quà. Đúng.